Các diễn viên cũng nhận được tình cảm rất là lớn từ tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là những khán giả online đã gửi sáp và hoa tặng cho các bạn diễn viên. Em xin cảm ơn đầu tiên là anh Tâm đã gửi hoa và sáp cho các bạn diễn viên. Tiếp theo đó em xin cảm ơn hội vợ chồng Quốc Quả đã gửi tặng hoa cho cả đoàn và cảm ơn rất là nhiều. Rồi nói chung là nhà có điều kiện nuôi gì thật sự dễ sợ. Rồi một anh Giang đã gửi hoa và một khán giả nữa nhưng mà em không có lấy tên và đợi một xíu. Anh Giang và đã rất nhiệt tình gửi hoa cho các bạn diễn viên. Em xin cảm ơn rất là nhiều luôn. Thay mặt nếu mà em cảm ơn có gì sẽ sáng tốt không quý vị cũng sẽ bỏ qua nha. Rồi dạ, và phía bên dưới tất cả các thành viên đang đạo muốn phục vụ cho tất cả quý vị khán giả như tờ là vé chỉ có 30.000 đồng thôi quý vị ơi. Cảm ơn quý vị sự tiếp tục ủng hộ tinh thần của tất cả các bạn diễn viên ạ. Em có thấy anh Thánh Quyền nữa, cảm ơn Thánh Quyền rất nhiều luôn. Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ là tặng hoa các bạn diễn viên này. Thank you so much. Và bây giờ ai cho con hết giơ tay lên em, còn bắt đầu chuẩn bị hôm sau bắt đầu dò số lần tiếp theo quý vị nha. Nhớ cho em, chúng ta chỉ có một lượt phát thanh vào lúc 9:30 tại đêm nay, diễn tới đó là rất đông quý vị hỗ trợ nha. Ngày hôm nay chỉ biểu diễn cho đến 9:30 các quý vị ơi, cho nên quý vị nào mà yêu thích bộ môn Lego này, quý vị vui lòng chơi Lego. Chơi mà chơi sát chán giùm em, chơi từ đây cho tới 9:30 thôi. Quý vị cũng thông cảm, tại vì hôm nay các anh chiến sĩ Công an Giao thông sẽ có một cái buổi hình như là tập huấn á, cho nên là người ta sẽ lóc đường Bắc Hải từ lúc 10 giờ, cho nên mình phải 9:30 mình sẽ kết thúc rồi, cho nên rất mong mọi người sẽ thông cảm nha. Rồi bây giờ ai chưa có bé mình giơ tay lên rồi còn có bé rồi, bé sắp bắt đầu dò số như thế này vô. Trường đó là ngôi trường nào vậy? Nói cho chị đi. Đi chị nói với bộ giáo dục. Dạ rồi chị đố em đi. Đố em.
con số vừa mới kêu qua là con số mấy? Vừa mới kêu qua là con số mấy? 30 em xin được quyền trợ giúp. Mời em. Dạ. Bây giờ có 3 quyền trợ giúp: 1, gọi điện thoại cho người thân. Dạ. 2, hỏi ý kiến trường quay. Dạ. 3, đi về luôn. Mời chờ. Rồi, em đố chị, Lucy chưa thối tiền cho ai? Thế chờ. À, Lucy ơi. Đó. Em đố chị. À, chị trả lời được rồi. Đó, anh kia, anh mặc trai mặc áo sọc, đi ký anh trai mặc áo trắng, đúng không anh? Phải không? Phải không? Dạ. Chơi. Dạ, cái em hỏi là hai mình là người trong cộng đồng hay sao ạ? Là bằng mình bước vào. Bước vào. Bước vào là vàng, bước vào là chịu hết nổi ra nhanh rồi đó. Lần hai cái bông gì? Dạ, chị cảm nhung rồi. Thối tiền đi má. Kỳ gì? Rồi trả lời câu hỏi của chị, con số vừa kêu kêu thôi. Con 31. Cộng thêm 1 là bằng bao nhiêu? Cộng thêm 1. Đó, em trả lời đúng đáp án rồi, bây giờ em đố ngược chị. Em trả lời rồi. Bây giờ em sẽ đố ngược lại chị. Chị Lộ Lộ là con trai hay là con gái? Chị thẳng thắn trả lời luôn, con bóng. Con bóng chuyên gia. Bóng giả chơi. 32. 32 gạch gạch vô 32. 32, 32, 32, 32. Sẽ gì cả mấy gì ta? Sẽ gì cả mấy gì ta? Không đố không? Không à. Sẽ gì cả mấy gì ta? 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 Ta là bỏ đi thôi, cho ta lại từ đầu. Anh cứ đưa hoa, anh cứ đưa hoa, anh cứ đưa hoa.
Lùa nó vô thuốc người ta mới thấy hả? Cảnh đẹp quá à. Bây giờ muốn biết cảnh đẹp không? Dán đi, qua 9 rưỡi đi. Muốn biết cảnh đẹp không? 9 rưỡi ta chiếu được nửa tiếng hoài. Không, muốn biết cảnh đẹp không? Tôi kêu mấy ảnh xuống. Tao kêu mấy ảnh xuống là biết cảnh đẹp liền. Đi không? Đi không? Đi không? Tao hú là dán lá chạy lẹ lẹ 9 rưỡi. Ở trong này nửa, hơn nửa, trên xấu đây là không có bằng lái. Là biết lái gì? Bay kỳ đa chú thì là mấy kỳ đen. Bố tốt đã mở con sách trở đến trường. Mái tóc và như như một mà bạn trẻ. Cùng nhau bài vẽ bất chờ và bê à. Từ lại tuổi già học hành là cho tốt. Con 21, 21